Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét sạt lở đất. Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn lũ sạt lở, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ở trong vùng cảnh báo, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, triển khai lực lượng kiểm tra giả soát các khu vực ven sông, suối, khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để có phương án di rời bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Tổ chức cắm biển báo tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu bảo đảm giao thông thông suốt chủ động các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ đặc biệt là thủy sản khu vực ven biển kiểm tra ra soát các phương án vận hành hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ các hồ chứa sung yếu và bảo đảm lực lượng vận hành điều tiết sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra Sáng nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung mương Đảng, Phó Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, nghe báo cáo kết quả công tác điều hành giá 9 tháng năm 2023 và định hướng những tháng còn lại của năm 2023. 9 tháng năm 2023, giá cả thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát theo xu hướng giảm dần. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, dự báo năm 2024, công tác quản lý điều hành giá sẽ chịu sức ép lớn do tác động của việc triển khai lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTVK và điều chỉnh giá một số mặt hàng dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, giá điện. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, Chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa khi điều hành nền kinh tế. Thời gian còn lại của năm 2023, các bộ ngành lưu ý đến giá xăng dầu và giá mặt hàng lương thực. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình phương án điều chỉnh giá điện trước ngày 25 tháng 10 năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối cả nước, sẵn sàng các biện pháp xử lý kịp thời khi có biến động về giá. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế trình chính phủ cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10 năm 2023, cân nhắc ban hành thông tư về giá dịch vụ y tế theo trình tự rút gọn. Cũng trong sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đã chủ trì hội nghị Điều phối vùng lần thứ hai. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo 14 tỉnh thành thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ cùng các chuyên gia nhà khoa học. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ có chiều dài bờ biển gần 1.800 km, chiếm hơn 55% bờ biển cả nước, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Quy mô kinh tế của vùng năm 2020 đạt 1.157 tỷ đồng, chiếm 14,5% tỷ trọng đóng góp cả nước. Tuy nhiên, tính gắn kết trong phát triển kinh tế vùng còn nhiều hạn chế, nhất là thiếu liên kết vùng và quy hoạch vùng. Sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành địa phương nghiên cứu triển khai những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, của vùng và các địa phương trong vùng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quy hoạch cần xác định thứ tự ưu tiên các dự án có tính động lực của vùng, tạo ra sự lan tỏa và kết nối, thay vì đầu tư giàn trải như hiện nay.